vâng phong xin kính chào tất cả quý vị và các bạn xin chúc cho tất cả quý vị và các bạn một buổi tối ở việt nam thật là tốt lành và thân tâm an lạc thưa quý vị ngày hôm nay tôi ngồi tôi xem khá là nhiều những cái bình luận của quý vị À, chắc là do một số tính năng của youtube thôi quý vị cho nên là đôi lúc đã có những cái comment của quý vị khán giả ủng hộ cũng có mà không ủng hộ cũng có nó đã bị đưa vào cái mục mà giữ lại xem xét à, cũng có thể trong thời gian đó tôi chưa thể nào mà tôi uh, kiểm soát hết tất cả các bình luận cho nên thành thật xin lỗi nếu mà quý vị nào đó có mình để là bình luận nhưng mà không thấy nó xuất hiện trên kênh tôi lướt qua một vòng tất cả các bình luận ở trong đó thì có khá là nhiều cái vấn đề và đặc biệt là xoay quanh cái chủ đề về cái cô bé Diễm My thôi. Thật sự thưa quý vị, đối với tôi trong thời điểm hiện tại tính đến thời điểm này thì Diễm My không phải là con con một cái quân cờ khả dĩ nữa thưa quý vị. Không phải là một quân cờ khả dĩ. Bởi vì sao tôi lại nói như vậy? Tôi đã đắn đo về cái nội dung của video clip ngày hôm nay trong vòng 2 ngày vừa qua rồi. Trong vòng 2 ngày vừa qua và đặc biệt là sau cái video clip dài 12 phút của cô ấy ở cái đoạn cuối nó có những giọt nước mắt đã rơi và trong cái câu từ của cô ấy trong cái ngôn ngữ của cô ấy khi mà nói đến cái việc là toàn bộ phụ nữ Việt Nam toàn bộ phụ nữ Việt Nam được cô ấy đưa vào trong câu chuyện của mình. Cộng thêm một điều nữa đó chính là những cái comment của quý vị khán giả. Tôi không biết quý vị ở phía nào. Muốn bảo vệ cho lẽ phải, muốn một sự công bằng hay là muốn bảo vệ cho những người bên trong thiền nam cái chuyện đó tôi không đặt nặng thành vấn đề nhưng quý vị đã xem video clip và đã để lại những comment tôi rất là trân trọng điều đó có thể là bất đồng một vài quan điểm nào đó mà thôi nhưng tôi vẫn muốn giữ cho mình một cái tâm thế ở vị trí một người quan sát tôi xem xét sự việc này nó như thế nào và sau hai ngày tôi ngồi tôi suy nghĩ tôi đắn đo liệu rằng có nên lên cái video clip này hay không để mà chia sẻ về vấn đề cái góc nhìn của tôi về sự việc lần này sau khi những cái bình luận của khán giả lâu nay chúng ta chỉ thấy được một chiều rằng đó, đó chính là ở cái chỗ Diễm My dường như là đang có cái vấn đề gì đó về đầu óc của mình nó không được minh mẫn cho lắm khi mà cô ta làm những cái video clip đó thì cái chuyện này tôi cũng không không phải bàn cãi quá là nhiều mà quý vị khán giả sẽ là những người tự có cho mình những cái đánh giá rõ ràng nhất về việc này. Thế thì tôi sẽ xét tới một số khía cạnh như sau để quý vị và các bạn cùng hiểu rõ. Ngày hôm nay tôi sẽ đi hết tất cả những gì tôi nghi ngờ trong đầu và tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị. Cái điểm đầu tiên nhất xét về cái góc cạnh tại vì sao một người như Diễm My lại trở thành một đứa con bất hiếu như vậy. Chúng ta sẽ neo nói theo cái chiều xuôi trước nha quý vị. Cái chiều xuôi trước. Đó chính là đưa ra những cái lập luận và những cái bằng chứng có thể để mà bảo vệ cho chính bản thân của ông Thắng và bà Mai trong cái câu chuyện lần này để phản lại tất cả những lời nói của Diễm My thì nó sẽ như thế nào? Tôi đặt ra một cái giả thuyết như sau. Nếu chính bản thân của ông Thắng là người muốn đứng ra để mà hãm hại con của mình trong cái vị trí này đó chính là cô Diễm My thì hãy hình dung xem thứ nhất xét về điều kiện kinh tế ông Thắng và bà Mai không phải là những người không đủ tiềm lực kinh tế cho nên cái việc nếu một người đàn ông trăng hoa hoặc là họ có một cái ý đồ không hay thì họ sẵn sàng ra bên ngoài kia rất rất nhiều cô gái trẻ đẹp hơn rất rất nhiều cô gái được xem như là một cái miếng mồi ngon và họ sẵn sàng nếu mà nói theo một cái cách cái cách nó hơi bị thô một tí đó chính là ăn bánh trả tiền rồi quý vị rất là đầy rẫy bên ngoài kia không phải là không có và cũng không phải là thiếu nhưng tại sao ông ấy là không chọn cái cách đó đó là cái thứ nhất cái yếu tố thứ hai đó chính là dù gì thì gì cũng đã chung sống với nhau trong một ngôi nhà cho tính đến thời điểm hiện tại. Khi mà Diễm My bỏ nhà ra đi là năm đó 21 tuổi. Năm đó là 21 tuổi thưa quý vị. Thì cũng đã có 21 năm để mà cùng chung sống. Vậy thì nếu xét về cái góc độ tâm sinh lý. Nếu ông Thắng ông ấy có bất kỳ một cái ý đồ gì. Thì ông ấy đã thực hiện cái ý đồ đó. Ngay từ những cái ngày đầu khi nó phát khởi lên cái ý đồ đó rồi thưa quý vị. Bởi vì sao tôi lại nói như vậy. Đó chính là hãy quan sát lại toàn bộ cái câu chuyện của xã hội Việt Nam. Những cái câu chuyện ấu dâm không phải là không có. Và nó xảy ra đối với tậm chí là những người 70 tuổi, 75 tuổi vẫn có câu chuyện đó, nó xảy ra bình thường. Cho nên chỉ cần người ta có cái ý niệm đó thì bất kể là trai hay là gái, và bất kể là lớn hay là nhỏ, thậm chí tiểu học, cấp 2, cấp 3 hoặc giả là lớn hơn nữa đều có thể xảy ra câu chuyện này nhưng mà ở đây thì chúng ta hoàn toàn không thấy được điều đó đó là xét về cái góc độ đó cái điểm thứ ba nữa nếu quý vị và các bạn chịu khó xem xét và quan sát những cái hình ảnh về cái cuộc sống của gia đình của họ thời còn êm ấm thì quý vị sẽ thấy nếu tôi đặt giả thuyết cho một người con gái mà bị thường xuyên bị cha mình áp bức như thế thì không thể nào nó mang trong mình nó sẽ luôn mang trong mình một cái tư thế là phòng vệ mà khi con người ta ở trong một cái tư thế phòng vệ rồi thì xin thưa với quý vị và các bạn sẽ không có cái chuyện có thể một cách vô tư khoác vai của cha mình để mà chụp những cái bức ảnh gia đình mà ở đó nó thể hiện một cái sự vô tư và tình cảm như vậy nếu giữa hai người giữa hai đối tượng nó đã có những cái vấn đề va chạm về mặt thể xác nó xảy ra thì rất khó để mà có được cái câu chuyện lần này và rất khó để có được những cái hình ảnh đó nhưng ở đó không lẽ quý vị diễn mà không thể nào gượng gạo và đặc biệt với lứa tuổi của những cô gái mới lớn lên thì chắc chắn cái độ nhạy nó càng cao nữa thưa quý vị vậy mà ở đây tôi không thấy được cái điều là liệu rằng ở giữa cái mối quan hệ này giữa hai cha con họ có bất kỳ vấn đề gì hay không thì tôi không hề nhìn thấy được điều đó thưa quý vị tôi không hề nhìn thấy được điều đó đó là xét về cái góc độ đó qua ba cái yếu tố trên đó, để cho quý vị và các bạn có thể thấy được một điều rằng theo nếu theo đúng thuận cái dòng suy nghĩ thì chúng ta sẽ có những cái mạch chuyện nó như vậy để chúng ta quan sát và chúng ta nhận định vấn đề vậy thì ở đây rất nhiều quý vị khán giả đặt ra cái yếu tố là liệu rằng có hay không cái chuyện giữa hai cha con họ có bất kỳ một cái mối quan hệ nào và có bất kỳ một cái vấn đề gì để rồi phải dẫn đến cái câu chuyện của Diễm My vậy thì bây giờ chúng ta sẽ suy xét đến vấn đề này nó sẽ như sau thưa quý vị đó chính là nếu chính bản thân của Jimmy đã có một cái sự bất xúc với gia đình rồi cho nên mới nghĩ đến cái câu chuyện là đi tu để mà chọn cái hướng là bước vào bên trong tỉnh thất bồng lai hiện tại trong nội dung video clip này tôi gạt bỏ hết hoàn toàn tất cả những cái sự rù quến và những cái sự dụ dỗ để mà người ta nhắm đến diễm my để đưa diễm my vào bên trong kia tôi tạm gác lại vấn đề này tôi chỉ xét về cái yếu tố cá nhân đó chính là bản thân của diễm my đã muốn đi vào bên trong đó hay là không và thực tâm cô ấy đã muốn đi vào bên trong đó để rồi nó xảy ra cái cơ sự đó vậy thì hãy nhìn thêm theo một góc độ nữa thưa quý vị nếu ông thắng và bà mai không phải là những người thương yêu con mình thì liệu rằng họ có để nó xảy ra cái cơ sự như cái câu chuyện mà bây giờ Châu Vinh Hóa trở thành một bị cáo trong một cái vụ án mà vốn dĩ vẫn được những người đứng ra bảo vệ từng ngày từng giờ cho tỉnh thất bồng lai họ nói rằng vụ án 50 người xông vào đập phá và hủy hoại tài sản bên trong tỉnh thất bồng lai hay là không nếu họ vô tâm thật sự nếu họ không có bất kỳ một mối quan tâm nào hay là lo lắng về sự an toàn an nguy cũng giống như là cái tương lai cho chính người con gái của mình đó là tôi chưa xét về góc độ của một người mẹ thưa quý vị tôi chưa xét về góc độ của một người mẹ thì quý vị sẽ thấy được ở trong này nó có bao hàm cái nghĩa vụ của gia đình dành cho chính bản thân diễm my hay là không phải rõ ràng nó ra như thế thưa quý vị và mặc dù gia đình rất là tôn trọng cái việc đi tu của diễm my theo như những gì ông thắng và bà mai đã chia sẻ họ rất tôn trọng điều này tôn trọng ở chỗ nào đó chính là họ đã từng khuyên răng diễm my rằng nếu muốn tu học thì hãy đến những ngôi chùa ni để tu theo đúng như quy định của giáo hội phật giáo việt nam đó chính là nữ thì tu ở chùa ni còn nam thì tu ở chùa tăng rất rõ ràng như vậy. vị họ không hề có một cái ý đồ cấm cản ở đây họ chỉ cấm cản ở cái phương diện đó chính là cấm cản cái việc tu tại tỉnh thất bồng lai chứ không hề có cái ý định cấm diễm my đi tu hay là cấm diễm my xuất gia cái việc này chúng ta phải có một cái góc nhìn nó thật sự cụ thể và chính xác vào cái vấn đề này nha quý vị. Để mà hiểu rõ được hơn, mấu chốt của vấn đề nó nằm ở đâu. Vậy thì, dưới cái góc độ của một cô gái bị áp bức và có cho mình những cái lối suy nghĩ không hay về người cha của mình, thì Diễm My hoàn toàn có thể mang cái ý định đó để rồi nghĩ đến cái việc đi tu mà chọn một cái nơi đó chính là tỉnh Thất Bồng Lai. Vậy thì quý vị hãy thử hình dung xem. Tôi đặt ra một cái câu hỏi ngược lại tôi đặt ra một câu hỏi ngược lại. Đó chính là tại vì sao trong cái thời gian vừa qua khi Diễm My đã trốn thoát lần thứ nhất, trốn thoát lần thứ hai và kể cả trốn thoát lần thứ ba cho đến tận ngày hôm nay mà cô ta không hề có bất kỳ một cái phản ứng nào. Thử hỏi nếu cơ quan công an của nơi địa phương sở tại nơi Diễm My sinh sống đó chính là thành phố Hồ Chí Minh, họ không thể nào họ giải quyết được tất cả những cái vấn đề này thì chí ít cô này cũng biết những cái cách thức nào đó để mà gửi những cái đơn thư của mình nó đi xa hơn nữa. Nó đi xa hơn nữa nha quý vị. Chứ không phải chỉ nằm lại trong cái phạm vi ở tại ngay chỗ địa phương của mình, nơi mình đang sinh sống đâu. Đó là vấn đề. Và tôi cảm thấy một điều rất là lạ ở đây. Đó chính là tại vì sao trong tất cả những video clip khi mà Diễm My quay trở lại, đặc biệt là trong hai lần vừa qua, khi Diễm My trở lại Diễm My lên công bố những cái thông tin tố cáo cha của mình Thông báo lên những cái thông tin để mà Nói xấu chính quyền, nói xấu đài truyền hình Và nói xấu luôn cả cơ quan công an của huyện Đức Hòa tỉnh Long An Mà ở đó cô ta dường như không hề công bố lên cái địa chỉ của chính bản thân mình Tôi đặt ra một cái, cái giả thuyết và một cái thuyết âm mưu như sau Giọt nước mắt của Diễm My đã rơi trong video clip lần thứ hai liệu rằng giọt nước mắt này có phải là cô ta đang khóc cho chính bản thân mình hay là không và cô ta khóc cho chính bản thân mình ở cái điểm nào nó sẽ có hai cái trường hợp để tôi đặt ra cho cô gái này thứ nhất cô ta buồn vì cái câu chuyện chính bản thân của mình cô ta buồn cho chính câu chuyện bản thân của mình đó là cái giả thuyết về cái việc liệu rằng có hay không bất kỳ một sự xâm phạm nào hay là xâm hại nào từ phía ông thắng đến chính bản thân của diễm my cái thứ hai. Đó chính là Diễm My khóc và đưa ra một cái dẫn chứng cụ thể. Nếu quý vị và các bạn để ý sẽ thấy rằng cô ta nói nếu mà đi đến con đường cuối cùng cô ta sẽ đi làm gái cho 90 triệu dân Việt Nam xem. Thế thì ở đây tại sao lại lòng ghép cái ý cho 90 triệu dân xem? Trong khi đó, nếu xét về một cái yếu tố thực tế nhất có thể thì cô ta làm gái chỉ mình cô ta xem thôi. Hoặc là đương sự với cô ta xem thôi, chứ không phải ai khác mà tại vì sao lại cài cấm cái ý ở trong đó là 90 triệu dân Việt Nam xem. Ở đây nó sẽ cho chúng ta hai cái góc nhìn. Cái góc nhìn đầu tiên đó chính là cô ấy đang muốn quy chụp và quy kết cho toàn bộ phụ nữ Việt Nam là những người thấp cổ bé họng, không đủ khả năng và cái tiếng nói của mình không được cơ quan chức năng hay là tất cả những người có trách nhiệm trong cái vấn đề về luật pháp cũng giống như về mặt chính quyền quan tâm đến những lời nói của cô ta cái yếu tố thứ hai, cái góc độ thứ hai mà chúng ta cần xét đến là liệu rằng bao giờ có bao giờ quý vị và các bạn nghĩ rằng hiện tại Diễm My đang bị ép buộc một điều gì đó hay là không. Trong thực tế tại Việt Nam nó đã xảy ra rất là nhiều cái câu chuyện tống tiền và tống tình rồi thưa quý vị. Và biết đâu đó trong suốt khoảng thời gian vừa qua, Diễm My đã trở thành một nạn nhân thật sự và ở đó đã có những cái câu chuyện họ thực hiện những video clip đó và mang nó ra để làm một cái yêu cầu cho diễm my đó chính là hãy đánh đổi nếu không thực hiện theo đúng cái market và không thực hiện theo đúng như tất cả những gì họ đã vạch ra theo một cái kịch bản định sẵn thì những video clip đó hoặc giả là những cái hình ảnh của diễm my sẽ được phát tán xin thưa quý vị họ sẽ không phát tán ở việt nam bởi vì theo những cái thông tin và cơ quan an ninh cũng giống như tất cả những gì trên báo đài đưa tin trong suốt quãng thời gian vừa qua thì quý vị cũng biết được rằng sẽ không phải là chuyện đơn giản nếu phát tán những cái hình ảnh nó mang cái tính chất như vậy ở việt nam và sẽ giấu đầu loài đuôi ngay và luôn thưa quý vị nhưng họ có thể thông qua những website ở nước ngoài hoặc họ kết nối với những yếu tố nước ngoài để đẩy những cái hình ảnh đó lên nhằm trục lợi và tạo ra một cái sức ép vô hình lên chính bản thân diễm my cô ấy buồn cô ấy khóc ở chỗ tại vì sao bản thân của mình ở tại gia đình đã không có sự may mắn theo như những gì cô ấy suy nghĩ và theo như những gì những người đã xem video clip của cô ấy suy nghĩ cái điểm thứ hai đó chính là tại vì sao bây giờ khi mà mình bước vào bên trong đó những tưởng là mình có thể trở thành một trong những thành viên ở bên trong đó và giúp cho họ thực hiện cái cơ đồ này nhưng thực sự thì không thể nào thực hiện được cơ đồ đó mà bây giờ lại trở thành một con mồi quá béo bở ở bên trong đó và tại vì sao lại trở thành con mồi quá béo bở thì xin thưa tôi có cái giả thuyết như sau liệu rằng tất cả những sự việc đã xảy ra cho chính bản thân của diễm my và những sự việc xảy ra cho chính bản thân những người bên trong tỉnh thất bồng lai có phải là một sự thù hận để rồi bây giờ chính bản thân những người ở bên trong đó họ muốn trả thù gia đình của diễm my bằng cách nào trong khi đã nắm trong tay đứa con gái được họ rất là yêu quý được họ rất là yêu thương và họ tìm mọi cách để họ tìm cô bé về. Cho nên, Diễm My vô tình trở thành một vật thế thân. Và cái vật thế thân này có phải đã được mang ra để mà trả thù hay là không? Tôi rất lăng tăng về vấn đề này. Và nếu thực sự Diễm My đang nằm ở trong cái thế đó thì cô bé đang gặp nguy hiểm rất cao thưa quý vị. Đang gặp nguy hiểm rất cao. Những người bên trong sẵn sàng mang Diễm My ra để xem như một sự trả thù không hề nhẹ với gia đình của ông Thắng. Và Diễm My trong cái video clip đó đã kêu gọi và đã nói rằng tiếng nói của phụ nữ ở Việt Nam không có quan trọng và tiếng nói của cô bé rất là nhỏ bé. Ở cái chỗ nào? Đó là cô ta đang nói lên chính tiếng lòng của mình. Tại vì sao cơ quan chức năng không làm nhanh lên một tí nữa? Tại vì sao không ai quan tâm tới cái lời kêu cứu, cứu của Diễm My? Có hay chăng Cô ta đang tìm mọi cách và những giọt nước mắt đã rơi chỉ để một mục đích duy nhất đó chính là tìm mọi cách để cầu cứu và tìm mọi cách để thoát ra cái địa ngục trần gian bên trong tỉnh thất bồng lai hay là không có bao giờ quý vị và các bạn nghĩ đến điều này hay là chưa có bao giờ quý vị và các bạn nghĩ đến điều này hay là chưa và liệu rằng có hay không cái chuyện diễm my đã bị bắt ép để mà thực hiện cái ý đồ của những người bên trong đó thì sao? Cái thuyết âm mưu này tôi đặt ra không phải là không có cơ sở nha quý vị. Hãy nghe những cái lời cô ấy nói và hãy nhìn những giọt nước mắt của cô ấy rơi. Tại vì sao? Trong video clip dài 48 phút lần đầu tiên không có những giọt nước mắt rơi, mà trong video clip chỉ dài có vỏn vẹn 12 phút mười mấy giây lần thứ hai thì lại có những giọt nước mắt rơi. Khóc cho ai? Khóc cho chính bản thân mình hay là khóc vì buồn đau Hay là khóc vì mình là phụ nữ Và hay là khóc vì mình là một người thấp cổ bé họng trong cuộc sống này Và nếu như cái yếu tố thứ hai đó nó xảy ra Thì xin thưa quý vị và các bạn Tôi rất quan ngại về điều này Nếu không có sự vào cuộc mạnh mẽ Nếu không có sự vào cuộc mạnh mẽ Và nếu những cái sự che giấu của Diễm My trong suốt khoảng thời gian vừa qua về cái địa điểm của mình, về cái vị trí của mình, nó hoàn toàn bất lợi cho cô bé ở chỗ. Sẽ là một sự khó khăn cho cơ quan chức năng để xác định và định vị được cái vị trí của Diễm My trong cái công cuộc tìm kiếm Sẽ rất khó khăn ở chỗ đó. Và nếu rằng thật sự Diễm My muốn đứng ra để mà tố cáo cha của mình, thì cô ta hoàn toàn có điều kiện và có cơ sở. Nếu bây giờ cô ấy nói một điều rằng Tôi không có bất kỳ một cái giấy tờ tùy thân nào. Thì xin thưa, hãy chọn một địa điểm. Hãy chọn một địa điểm nào đó. Hoặc giả, dạ, hãy đến cơ quan công an nơi gần nhất có thể. Thì xin thưa, trong cái thời buổi ngày hôm nay, không phải dễ gì mà có cái câu chuyện giống như là Diễm My đang đứng ra để mà đặt điều với tất cả các vị khán giả được rồi quý vị không dễ gì có được cái câu chuyện mà giữa ban ngày ban mặt lại có những việc thế này thế kia đơn giản thôi tại vì sao diễm my đã nói rằng cơ quan công an huyện đức hòa bắt cóc người tôi xin giải thích luôn cho tất cả quý vị và các bạn nếu một người đã được chính gia đình của mình trình báo rồi dù đó là con của người ta dù là con gái đã đủ tuổi trưởng thành rồi nhưng về cái luật tự nhiên nhất của con người về đó người ta gọi là human right thưa quý vị cái luật tự nhiên nhất của con người đó chính là dù anh có lớn đi chăng nữa thì anh vẫn có những cái mối quan hệ gia đình được hiến pháp và luật pháp bảo hộ thưa quý vị cái đó là quyền tự nhiên của con người vậy thì khi gia đình đã có cái đơn trình báo lên cơ quan công an thì khi mà cơ quan công an tìm được đúng đối tượng đó thì người ta sẽ báo cho ai thưa quý vị người ta sẽ báo cho ai chắc chắn sẽ báo cho gia đình vậy thì không thể nào nói được một điều rằng là cơ quan công an huyện Đức Hòa bắt cóc Diễm My để trả lại cho chính bản thân gia đình ông Thắng và bà Mai. Không phải là như vậy mà đúng theo luật định của Việt Nam nó phải là như vậy. Dù cho ông Thắng và bà Mai có từ Diễm My đi chăng nữa, chỉ là trên danh nghĩa tình cảm. Thì bây giờ cái việc mà người ta tìm ra được Diễm My thì vẫn sẽ báo cho người đầu tiên nhất đó chính là báo cho gia đình chứ không phải báo cho ai khác cả thưa quý vị. Hoặc giả nếu Diễm My vướng phải một cái lệnh truy nã thì xin thưa quý vị ở trên cái thông tin khi mà nêu ra người ta sẽ nêu rõ họ tên địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và không quên kèm theo họ tên của cha và mẹ đó chính là ông thắng bà mai cũng sẽ có tên ở bên trong đó với cái vị trí đó là cha và mẹ của diễm my thì cái việc mà cơ quan công an họ liên hệ với gia đình là cái điều hoàn toàn đúng đắn và nó đi theo đúng quy trình không có cái gì sai cả thưa quý vị ở đây không có cái chuyện gì sai cả chỉ có sai ở cái góc nhìn của những người bên ngoài bị tình cảm chi phối cho nên mới nghĩ nó là sai mà thôi còn về góc độ đi ngược lại cái câu chuyện này một tí thì nếu chính bản thân của ông thắng có bất kỳ một vấn đề gì đó với diễm my thì xin thưa cô ta hoàn toàn có thể bước ra trước tòa và đưa tất cả những cái bằng chứng của mình ra cụ thể nhất có thể và khi đó cô ta được quyền mời luật sư hoặc giả cô ta sẽ được chỉ định luật sư để đứng ra bảo vệ vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình trước tòa thì khi đó cơ quan chức năng họ sẽ giải quyết bởi vì hai cái sự việc này nó hoàn toàn tách biệt nhau ra tôi không nói cái sự việc này về cái vấn đề câu chuyện của tình thất bồng lai vì những cái gì sai trái của họ nó đã được tách biệt ra rất là rõ ràng rồi đây chỉ là câu chuyện về góc độ gia đình của diễm my mà thôi đó chính là cái sự đang nhập nhằng giữa cái câu chuyện diễm my tố cáo chính ông thắng là người cha của mình thì xin thưa chỉ cần mang bằng chứng ra chỉ cần cơ quan chức năng họ vào cuộc họ điều tra thì sẽ có những cái câu chuyện nó song song hoàn toàn với cái việc này có thể sẽ xử tỉnh thất bồng lai trước và sau đó song song với cái việc đó là sẽ xử cái câu chuyện của diễm my diễm my nói rằng cô ta thấp cổ bé họng và cô ta không làm gì được thì xin thưa nếu mà nói một điều rằng thấp cổ bé họng không làm gì được mà lại cài cấm một cái ý rằng ông thắng ông ấy nói rằng ông ấy có đủ tiền để mà mua cả nước Việt Nam mình thì xin thưa câu nói này nó hơi bị ẩu hơi bị ẩu bởi vì không có bất kỳ một người nào dám đứng ra và khẳng định rằng tôi có thể dùng tiền để tôi mua được cả luật pháp của Việt Nam cả thưa quý vị sẽ không có bất kỳ một người nào dám đứng ra và tuyên bố dõng dạc điều này trên cộng đồng mạng cả thưa quý vị sẽ không có ai dám điều đó và luật pháp việt nam không hề quy định điều này cũng giống như không có ai có thể lấy một tay của mình để che trời được cả đâu thưa quý vị cho nên ở đây tôi muốn đặt ra một cái giả thuyết đó chính là liệu rằng diễm my có đang trở thành một người bị những người bên trong kia sai khiến và ép buộc hay là không cái yếu tố sai khiến thì chúng ta đã thấy rõ ràng rồi nhưng ở đây sẽ nói thêm đó chính là cái yếu tố ép buộc và liệu rằng Diễm My có đang bị ép buộc hay là không. Đó mới là vấn đề quan trọng. Và nếu Diễm My đang thật sự rơi vào cái thế bị những người bên trong kia họ ép buộc. Đây mới là vấn đề nguy hiểm. Và đây, nếu cái điều này nó xảy ra, nếu cái thuyết âm mưu của tôi là đúng thì xin thưa quý vị, Diễm My đang gặp nguy hiểm, nguy hiểm cực kỳ cao thưa quý vị. Không chỉ đơn giản là như vậy đâu thưa quý vị. Và đó là những gì tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong nội dung video clip này tôi muốn đứng ở một cái vị trí rõ ràng nhất có thể nếu ông thắng sai ông thắng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và nếu diễm my sai diễm my cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật còn cái câu chuyện gia đình của họ thì rõ ràng cái việc tôi xin nhắc một tí về cái ý này cái việc mà từ con hay không nó không phải là câu chuyện quan trọng thưa quý vị bởi vì từ hay không từ nó chỉ là trên cái góc độ tình cảm mà thôi Vì luật pháp Việt Nam không quy định điều đó Chỉ có cái quy định về vấn đề là ông Thắng bà Mai được quyền Tước đi cái quyền thừa kế tài sản của Diễm My mà thôi Chứ không có cái chuyện mà tước đi cái quyền làm con của người ta Bởi vì đó là cái quyền tự nhiên của con người Anh có thể từ con về cái mặt pháp luật à, Về cái mặt tình cảm nhưng không thể nào từ con về mặt luật pháp cả thưa quý vị đó là điều mà quý vị và các bạn cần phải hiểu rõ trong cái câu chuyện lần này nha quý vị một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau xin kính chào quý vị